Cái to ai mà chả thích. Đó, trời ơi em ơi. Đèn hủ chân chân. Chân chân. Đây đây đây. Này, em góp tí. Chân chân. Sắp hết rượu rồi, hai anh còn đào cái con này làm gì? Nó lại đi, nó lại thụt vào. Ê, đây lồng để thấy đúng đấy. Không? Kiếp 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 kiếp. To thế nhỉ? Đây chính là cái thành quả mà gần 2 tiếng đồng hồ của ba anh em các bạn. Được, không sợ đâu. Mình cho ít rồi mồm nhâm ngọt. Cay mà cái việc này. Không cay, nấu nó ngọt. Thế thịt nó dày này. Nhưng mà ngon mà ăn kiểu đấy. Thế mình xem thập cẩm. Ui, hấp dẫn thế nhỉ, cái món như này. Ra hiêu ấy nhỉ anh Sơn. À, mời anh chị, mời tất cả các bác nhá. Mời các bác nhá. Em mời tất cả các bác phòng bữa cùng mấy anh em chúng em ạ. Nội dung các bác đang theo dõi được chúng em đăng tải trên kênh Hoang Dã Vùng Cao ở cái series Cuộc Sống Nơi Hoang Dã. Do một số hình ảnh nhạy cảm, chúng em đã xóa bớt một số video. Hôm nay em sẽ tổng hợp lại toàn bộ quá trình 7 ngày sống nơi hoang dã đi tìm kiếm dược liệu. Mời tất cả các bác cùng theo chân anh em chúng em. Vùng cao xin chào tất cả các bác nhá. Ba quả phải chia cho ba thằng một ông thôi. Chia cho một mảnh. Để tiếp tục đi. Đi. Ô là há mồm người xem nhá, nó đá thật đấy. Vừa đi vừa nghỉ. Vừa rồi thì em vừa ghi hình lại một số hình ảnh trên đỉnh núi cao cho các bác cùng theo dõi. Nay đi chuyến đi rừng này thì anh em chúng em cũng đem rất là nhiều đồ các bạn. Điểm nghỉ chân thứ ba tiếp theo. Ừ. Hiện tại thì anh em chúng em đang chuẩn bị vào đến khu rừng nghỉ chân đấy các bạn. Ở khu vực đồi này thì rất là nhiều sim, bởi vì ở đây xa nên là không có các bác làm cây cảnh lên đấy. Nhiều gốc sim to đấy nhỉ. Hết mùa rồi nhỉ. Đi đợi đây làm gì, có mỗi 2-3 quả thôi. Có sóc ra ăn ổi đấy nhỉ. Hôm nay sóc ra ăn nhiều, không còn nhiều quả. Ừ, ở đây có cây me sai quá. Nhiều quá nhỉ. Chú chít đi. Nhưng mà quả chị... nó không được đẹp mấy. Chị đựng vào túi áo á? Ừ, cho túi áo mà. Đừng vào túi à? Ừ. Quả này ăn khổ trước xứng sau à? Ăn đắng đắng tí, uống nước vào nó lại ngọt ngọt mà. Như các bác thấy thì hiện tại mấy anh em chúng em đang thì di chuyển đến một cái khu vực đầu nguồn, một cái khe nhỏ. Con gì ăn đấy anh? Cầy hay sóc ăn nhỉ? Cầy sóc ăn đấy. Đây là cái quả gắm các bạn. Ngay chỗ anh em chúng em dự kiến nằm lán ở thì cái dây gắm này khá là sai quả. Này có món ăn này anh ạ. Bí rau. Nhìn thấy quả chín ấy, xong bóp nó đi lấy cái hột nó ấy. Ăn như lạc ấy mà. Quả bắt đầu chín này. Khi các bác đi rừng thì lấy những cái quả này, tách cái phần hạt của nó ấy, sau đó làm sạch đi rang lên ăn, hoặc là
nấu với mật ong ăn. Là một món ăn khá phổ biến khi đi dưới lương thực, thực phẩm rất là nhiều. Thịt lợn chúng em đem theo để nát nữa thì chất bếp nên một phần sẽ dùng luôn, còn một phần thì xông khói để dùng cho những ngày tới. Dự kiến lần này đi thì anh em chúng em đi tương đối là dài ngày đấy. Cũng chưa biết được là ở đây bao nhiêu ngày, khi nào mà hết cái lương thực, thực phẩm và cảm thấy mà đi lần được những cái dược liệu nó khá khá thì anh em mới quay trở về. Chia nhau ra mỗi người một việc các bạn. Muối gọi chè keo là quả gì? Mặc muối. Hả? Dương. Quả mặc muối. Mặc muối gọi tiếng Kinh là quả gì? Quả gắm ấy. Để ở đây lâu thì anh em phải làm một cái lán kiên cố các bác. Lán kiên cố nhưng mà không phải là lán đẹp đâu nha các bác. Chúng em đi rừng chủ yếu là đi tìm những cái thảo dược từ rừng, nên là cái lán nó chắc chắn là được. Chị Vân thì đang làm cái bếp để nấu ăn các bạn. Còn 4-5 anh em thì tập trung vào làm cái lạng. Và chị Vân đang chuẩn bị đồ ăn nhé. Hôm nay đi vào đến rừng thì nó cũng khá là muộn. Thì lợn thì anh em chúng em ăn một phần bữa trưa lạnh. Một phần nữa thì lát nữa anh em chúng em sẽ cho vào túi bọc kín và ngâm xuống suối lạnh này. Để tối về thì sẽ ứng khô và xông khói để bảo quản ăn trong những ngày tới. Một người bác đảng rồi giờ. Ai bảo chúng mày cứ cùng nhau chui vào báo này. Lấy rượu làm chăn là anh ấy. Hai cái chai rượu của anh ấy và anh cõng là nặng hơn tất cả mọi thứ. Cứ hai cô bà Ly đấy. Một mình đi cũng đấy thế. Kinh luôn. Trước bác Ly bảo quán không uống, mình rót ít xong này. Rót cho hắn cũng chẳng thấy hắn bảo gì. Cơ bản là cái sàn nghỉ chân của anh em đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Bây giờ mới biết là cái ba lô của mình lặng à? Bây giờ mới biết là Bi thả chồng thả một cân Bi vào đây cõng. Biết thì em không cõng đâu mà thật mà. Em bây giờ em lôi ở trong ba lô của em ra em mới thấy để chết thô. Ừ em bảo là sao cái ba lô hôm qua sắt làm gì nó nặng như này đâu mà. Hôm qua tối nhẹ hơn sáng nay lại thấy nặng hơn. Ừ. Làm chồng thao thương cho cân thì, Bi vào đây cậu. Bi bắn lá cao su của anh mà. Một cân Bi. Cân hết thế nào được. Ở đây là một cân trong lúc anh bốc thêm cái túi mới vào nữa. Khoảng cân rưỡi. Cân rưỡi Bi cao su. Thuyết đang đem lá cao su đi á. Ô cái lá đấy bắn cái gì anh bỏ rồi. Lang nhỉ? Mọi người buộc một đầu một cái dây dài, mỗi người một đầu dây ai cũng buộc buộc thôi, lôi nhóc. Đi đi làm lán xong thì tối luôn. Thì hôm nay làm lán xong ăn xong thì cũng chả 2 giờ rồi. Nghỉ ngơi anh em đi lần quanh lán rồi lại quay trở về lán rồi tối rồi. Vàng đấy chị nhỉ? Tiền bên trong vàng luôn. Chín rồi mang về thôi. Được rồi. Ăn nhiều.
chín rồi đấy nhỉ. Chết nhỉ. Mẹ ăn nhiều. Được đấy, lấy thịt về đấy. Đang đói ăn nóng ngon nha. Đang nấu hỏi. Ừ. Đi rừng thì bữa ăn nhanh chủ yếu là ăn mì gói thôi các bạn. Ồ, thấy chưa? Wow, thế tối có món rồi. Xuống rửa bát đã bắt được ít ốc to này. Tối như là ốc to ra nhỉ? Tối nó mới bò ra nhiều. Mấy hôm nó tập kích các thứ hàng họ. Bữa trưa của anh em chúng em thì ăn nhanh thôi các bác. Đa số là đem theo đồ chuẩn bị sẵn từ nhà. Dùng đi các bác. Mời mọi người nhá. Mời tất cả các bác. Hết sắp hết mùa mè rồi. Ăn xong ngọt ngọt. Cái này trắng miệng mà. Chứ ăn mì ăn cơm đã ăn mè. Cứ đạt đấy. Chín rồi. Ăn xong. Đi rừng này thì đói thì ăn cái gì ngon nhỉ? Hôm nọ tầm này nó thấy gì đâu. Giờ phải ăn rồi. Cái da giòn nó đấy. Mài đúng cái thâm mày đào mà cũng lâu. Cũng phải đấy. Nó đi sau nó mái vào đây. Cục kích rồi và kích thì nó đúng đi. Này mày. Em đi cũng mày mình toàn đào cái gốc non non đi. Quên đang định nhắc và chị mà vẫn còn đeo ra. Thực hiện theo cái chỉ thị quá chi là nghiêm ngặt, không tụ tập đông người. Nhưng mà anh em đi rừng ở đây là vượt 5 người rồi đấy anh ạ. Vẫn 6 người. Rồi. Vẫn 6 người đấy. 6 người. Thôi anh em ăn cơm đi. Trong rừng nhỉ? Trong rừng trước cố được. Không phải đeo khẩu trang nữa đâu. Giờ ra chỗ đông người mà không đeo cứ thấy thiếu thiếu gì. Cứ ngồi lên xe đi đâu là phải đeo. Cái sụn sụn nó ngon. Cái sườn sụn. Cái đấy mai đi rừng đi. Ây ô. Thuyết cho này cũng hơi ít mắc khén đấy nhỉ. Có hạt giỏi chưa Thuyết? Em cho vào rồi mà. Khả năng hơi ít nhỉ. Nhưng mà em thấy cũng cay rồi. Ừ, cũng cay rồi. Đi rừng thì cứ thịt lướng mắc khén hạt giỏi ăn lúc mệt nên là ngon rồi anh ạ. Hiện tại thì anh em dùng bữa xong nghỉ ngơi thì bây giờ sẽ chia nhau thành 3 nhóm. Hai người một nhóm các bạn. Anh em đi tìm dược liệu hoang dã, hái ngọc cẩu và sâm lam ba kích và một số dược liệu từ rừng. Trước khi đi thì anh em chúng em phải gói kín cái chính là cái thực phẩm anh em chúng em đem đi từ nhà đấy các bạn. Chúng em cho xuống dưới cái rạch nước lạnh này, không bằng cái tủ lạnh ở nhà nhưng mà nó giữ nhiệt rất là tốt để cho nó khỏi bị ảnh hưởng đến chất lượng của cái thực phẩm đem theo các bạn. Cứ đi thấy cái cây nào to quá thì hỗ trợ nhau. Em mới Thuyết sẽ lên hướng nhá. Phần rìa đồi này. Con gì á? Một con chuột vào hang này á? Thấy dây nào không em? Vừa con gà rừng bay lên trên này. Nhiều gà rừng đó nhỉ? Vâng. Nó to không chị Vân? Bé đi. Gì ăn mất tiêu rồi. Có củ con gì nó cắn vào đấy nhỉ? Ừ, con gì nó ăn rồi. Dây này thì nó thuộc dạng tầm dây nhỏ đó. Đây chính là cái lá của nó này các bạn. Cái củ ba kích mà hàng ngày chúng em vẫn đi lần đây. Cái phần ngọn của nó này. Nếu như mà ở ngoài ánh sáng thì cái ngọn của nó hơi tím một chút. Nhưng mà ở trong râm thì đa số là nó màu hơi trắng bạch. Thì em thấy dày to của ngón tay. Dày to như này thì bao giờ mới được một cân nhỉ? Đây chính là cái củ ba kích mà hàng ngày chúng em vẫn đi lần đấy các bác. Cái này giàu nữa. Mình lấy cái củ chỉ cần vùi lại cái rễ là nó lại mọc bình thường mà. Đối với cái củ ba kích này thì cái tác dụng của nó là bổ thận, tráng dương, tăng cường cái vấn đề mà sức khỏe lam ấy các bạn. Rất là tốt. Ngoài ra thì nó có rất nhiều tác dụng như là hỗ trợ điều trị đau lưng, đau nhức, mệt mỏi và lao động nặng nhọc. Anh em chúng em lại tiếp tục đi lần chỗ khác các bạn. Anh Sơn sang rạch bên kia chị Vân? Sang cái đào chị Vân à? Bên này. Bên giải chát. Vâng vâng. Vâng ơi. Dạ. Thiết thấy nó ba kích to lắm này này. Vâng vâng. Dốc quá.
Chứ ở đây nó đường chuột nó đi mòn thật đấy nhỉ. Mòn mà. Ui ôi kéo đá lăn. Ai cái dây đấy nó lại xuống thành cái đó. Cái dây nó có mắc ở đâu đâu mà. Không biết là có nhiều củ không á. Ấy củ ăn dọc như thế mới dễ là dễ đào. Lăn lồi lên đây này. Cũng tương đối là to rồi như này. Dễ này mình tí mình lấy qua đây để lại nó vẫn sống nhỉ. Yeah. Sống rồi. Lấy cái dễ chính này các bạn. Anh Sơn lại thấy cái gì bên kia? Ngọc cẩu. Mặt ngọc cẩu bên kia. Giờ toàn gọi chị chuột đấy. Đấy, chị Vân nhổ lên đây. Dễ kia có không chị? Chắc có. Củ như này cũng tương đối là to rồi các bạn. Cái nhánh nó có thì dễ cọc nó phải có. Đâu rồi nó, đâu rồi? Củ ba kích rừng này thì mới đầu các bác đào lên thì trông nó màu trắng. Nhưng mà để một vài ngày nó màu sẫm sẫm vàng. Khi ngâm rượu thì nó sẽ ra màu tím nha các bác nhé. Các bác ngâm rượu thì bỏ cái lõi trong đi, tức là cái ruột của nó. Đun nước uống thì phơi khô đi, rồi mỗi lần đun cho vài miếng khô nhỏ thôi. Với một gốc ba kích như này thì chắc là được khoảng 2 lạng, tức là 200 gram đấy các bạn. Ngày được 4 gốc còn được ngày công. Chuyển xuống thì chị Vân lại nhổ được một gốc cao cẳng đang này. Thích chí đang cười trên kia. Đối với cái cao cẳng này thì cái tác dụng về cái vấn đề làm giới rất là mạnh các bạn. Đã gọi là cao cẳng. Cái này là một cái vị thuốc ở trong cái thang điều trị sinh lý của chúng em cũng không thể thiếu được. Trông thế này nhiều năm lắm nó mới được to này đấy. Đây này, những cái vân này là theo năm của nó này. Lấy đun nước cho mấy bác làm này uống. Đem về tí đun nước tươi để uống luôn. Được mà. Tí ra đun cho mấy bác để uống. Cho vào luôn. Anh em chúng em gặp một gốc ba kích khá là to thì phải. Em phải lên lên trên chỗ anh Sơn xem. Ở đâu anh Sơn rồi? Gốc mấy chục năm hả? Quả phơi khô uống tốt lắm. Cái chùm lên kia nó nhiều quả mà. Ui, hốt bạc rồi. Gặp may rồi các bạn. Đống quả. Wow. Cây này không biết bao nhiêu năm ấy nhỉ. Biết ra to lắm. Ở kia nó mãi gốc mãi trên. Ui, ô. Rơi từ mãi trên cho chị Vân nhé. Lôi cả cú lên à. Vào gốc cây đó chỉ trắng trắng này không à. Cả nhà cùng khai thác mỗi người một nhánh luôn. Thay nhau đào. Vợ đào giỏi trông tim rồi. Cây này củ lôi hẳn lên đấy nhỉ. Đan nhau này. Ui củ này to lắm đây anh ạ. Wow. Gốc này phải rất là nhiều năm các bạn. Rất hiếm khi gặp những dây ba kích to như này. Hơn 3 năm trước chúng em mới gặp một dây như này được tận 12 cân cơ. Quan trọng nó phải mấy nữa nhỉ. Chị cõng luôn ngọc cẩu từ hôm nay à? Đây thấy, đẹp lắm. Ây dù. Ở dưới kia chị em mình đi thấy nó cũng nhiều nhưng mà chưa lấy. Ê, chị Vân nhỉ? Ừ, hôm nào về mình mới lấy nhỉ. Nặng lắm. Ngọc cẩu này tươi thì nó nặng. Cái khu vực này nó ẩm, nó mọc mạnh lắm. Nghe ở cái bụi này, cái rừng này nó cũng có, nó mới mọc thôi. Này các chị nhìn xem nó giống cái gì? Có giống quả chuối không? Không biết được. Chả giống. Giống quả chuối nhỉ? Giống cái đầu ấy. Đâu gì? Em chỉ thấy giống quả chuối, chị bảo giống cái đầu không giống như này. Giống đầu lươn. Đầu lươn á. Thôi là cho vào sung đi, chị em mình đào tiếp. Wow, nó mà vào cái vùng đất đỏ ấy chị ạ. Đất đỏ đất thịt ấy nhỉ. Cái vùng mà đất mẩy các bạn. Đây toàn bộ như này nó sẽ to như này hoặc to hơn. Nhờ cái đất này nó không mẩy lắm. Nó chủ yếu là rễ dài.
Từ đây ra kia nó mà to nhỉ chị Vân nhỉ? Ấy xa. Chồng mình không lấy chồng người ta. Bố tay. Tại chị đây. Giờ tại chị em cầm trước kìa. Rõ ràng nó cầm xuống trước của chị. Cầm nhầm xuống à? Nó lại còn bảo của chị cầm nhầm của nó chứ. Làm gốc 12 cân như năm nào thì đấy, củ to đấy nhỉ. Thì gốc to nó ăn mỗi hướng một nhánh ấy. Ô, đây có gốc sân nhìn to không này. Dây nó lên cây này. Đây, dễ nó to bắp đùi này. Dây quả gì mà to thế nhỉ. Được gốc quả kích to, chị em vừa đào vừa cười khí luôn. Chị ơi, cái lỗ gì? Chị có ăn theo cái lỗ gì? Chị nào cũng thích đào của to. Cái gì to mà chả thích? Biết phải không? Xem có cái củ nào to nhất này. Hướng bên chị chuột kia to đấy nhỉ? Chuột. Ấy đâu, chuột ở trong. Thật nè. Ê, à, đúng. Cái củ à? Đúng. 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 Thấy không? Không phải đâu. Chuột. Cái hàng gì vào đấy? Cái hàng gì không phải hàng đấy? Kéo này rắn lom thế nhỉ? Rắn ở trong đấy đấy. Rắn nó ngủ đông ở trong đấy. Đẹp ấy. Ấy, củ vào hàng chuột đây này. Chị chuột này đào được củ vào hàng chuột to không? Em chị thuyết bên này nào. Ô, chị thuyết dài đằng giặc mà bé bằng hơn cái đũa tí. Dài mấy mét, củ này to đi. Xem nào, kịch kìa em. Kịch rồi. Ôi giời. Đấy nó... đây. Hộ chị lôi cái dây này. Ôi lên rồi. Đứt cả dây rồi, đâu rồi ấy rồi ạ. Một chuột thì khoét giỏi anh. Còn khoét theo cái rễ cây bên kia. Trời ơi ôi, em ơi. Không nên hồn đâu, chắc được cái rễ với cái hồi không. Ông Sơn lại không thấy quại vào góc đó. Ông Sơn lần này thấy đừng có kêu to. Nó sợ đi, nó không mấy. Ăn dài ăn giặc nhưng mà nó không to toàn rễ đấy. Nó không mẩy à? Cái đất này đất gì nó bở thế nó lại không mẩy gì. Được mỗi củ phía bên chỗ chị chuột to. Xem. Ui, dài mấy mét. Ui. Đây rồi. Thích chưa nhỉ? Thích chưa. Chân. Đây, wow. đây. Này, em góp tí. Góp thêm mới được một cân nhỉ. Thôi chị Vân chết rồi, thôi chị Vân kém. Nè, cái này nó ăn xuống. Mày mới bới lấy. Cái rừng. Ôi, làm gì có con ao tàu cổ. Cái gì đây? Nó màu. Bức chán. Ở đâu vậy? Nó chết rồi mẹ. Trong viên mà. Tự nhiên em thấy nó nhảy từ đấy lên nó về. Cái đầy từ trong đấy ra nó ngủ đâu trong đấy. Em chạy em đem vào đây. Con này nó mà cắn nó mà đốt thì là ngất. Con to này. Đang đào củ thì cái con ong bạc chán, ong đất này nó ở trong chui ra các bác. Đang trú đông. Đây là con ong bậc chán chúa này. Vân đang đào dễ kia to. Cũng khá to nhỉ. Dễ này dễ ăn thẳng và lại dễ ăn ngang. Với dây này thì chắc là chỉ được khoảng hơn 1 cân các bạn. Bình thường những dây mẩy thì nó sẽ được rất là nhiều. Có khi được cả chục cân. Mà 1 cân 3 kích thì có giá trị kinh tế rất là cao. 3 kích rừng ấy. Nhưng mà không sao chị ạ. Nó phải có gốc nọ gốc kia. Như được hơn 1 cân là cũng là may mắn. Nhưng mà không sao chị ạ, nó phải có gốc nọ gốc kia như được hơn 1 cân là cũng là may hơn là không thấy. Mình bảo nói là được, nó được cái gốc to thế mà nó lại không được nhiều. Em vừa từ cái khu rừng này ra này, đi săn mấy con chuột cây với lại chuột ăn quả. Đấy, em cũng không ghi hình những cái cảnh mà đi săn những con chuột đấy cho các bác theo dõi được. Bây giờ thì quay trở lại. Thế nào, hôm nay kiếm ăn tốt chứ anh Sơn? Em với chị Vân kiếm ăn tốt lắm. Kia nhìn theo một thùng rồi. Hai chị em đây. Hôm nay không biết có kiệt chung không đây. Hai chị em được một thùng rồi. Thùng rồi, ây da. Hai đứa nó đang bởi bàn không chung nhau đây. Được nhiều quá. Hai chị em ấy. Hốt bạc rồi nhỉ. Anh em mình đi xuống dưới kia chả thấy gì. Đi săn mấy con chuột cây. Đây của anh Sơn à? Không ít đâu đây này. Em được đọc mấy cái lông ngọc cẩu. Ngoài chân nhỉ.
ở đây nó ăn nấu cơm nhá, em đi bắt tôm hay bắt ốc cùng hai chị kia đây. Mùa đông này lội dưới đấy có lạnh không? Ô sao chị không đeo đèn đi, hai người mới có một cái đèn thôi. Tôm nhiều mà, đây con to này em. Cái đèn không để ý dúng nước ạ. Ui con khỉ dúng á. Đây đây đây. Ui trời. Được. Nó cầm. Trong hang, trong hang. Hai tay. Hai tôm. Cá. Nhìn mất rồi chị ạ. Thôi thôi thôi, đi xuống dưới kia đi, hết đục hết nước. Có sâm ba kích gì không anh? Có được gì không? Quay về đây rồi. Không được gì. Đây đây đây. Đấy con tốm. Mở đi. Bò đó, đâu rồi. Úi. Úi. Cá con cá luôn. Từ từ. Hai con để hộ chị, để hộ chị. Cá. Ui. Chạy cả hai vào đây rồi. Đây đây, đây cho mình này. Được, con cá, tôm. Con cá vẫn ở trong hang kia. Cầm. Đây, đây anh cầm nhá. Mắt ơi. Wow, tôm to lắm không các bác. Một con cá nữa. Lên bờ này. Nên bà cho mình xuống ruộng luôn. Đây, con ốc kìa. Đấy. Hấn vào đâu? Nó xong rồi này. Đuổi nó ra đây để em nó hấn. Nhìn cái chỗ vừa nãy mình lên đông à. Con thấy hay. Cả ốc tròn, ốc dài. Wow. Ốc đen dài. Cái con ốc suối thì nó thường à. Nó thường bị cái phần khuyết ở đuôi này các bạn. Em nhớ là có những cái tập phim mà đợt trước vợ chồng em đi bắt ốc ấy, nhiều bác bảo là sao lại chặt đít ốc xong là vứt xuống suối. Con nào cũng vậy này. Đây kể cả con to này, nó thụt vào này các bác. Ba chị em vừa đi bắt ốc về đến đây thì anh Dương với anh Sơn đã nấu cơm chín rồi các bạn. Bên này là cái tôm với lại ốc mà mấy chị em vừa đi bắt. Thế lúc đi mấy anh Sơn đào với bên em tưởng là đào rúi. Thế là có thịt rừng ăn rồi. Cái hỗng to mà có một con thôi anh. Đào mà đống quả lồng khô vào tưởng có nhiều, đào có mỗi một con mà con chuột hót, chuột to. Bụng trắng tinh. Chuyến này đi thì mấy anh em đem theo rất là nhiều thực phẩm. Cái này thì chúng em đem theo từ sáng rồi. Tận dụng cái nguồn nước lạnh này các bạn. Chúng em cho xuống cái những cái vũng nước sâu này. Nó kiểu như là cái tủ lạnh bảo quản ấy. Được, sắp được. Cứ treo tạm vào đi xong tí mình ăn xong mình ngồi bếp đây thì tiện thì mình... Ừ thì mình hắn làm thấp xuống. Bây giờ thì... Cho vào trước tạm đó. Đi phải ở lâu chứ. Bỏ cơm thì mình leo đuôi. Hồi nãy em lôi một dây rồi. Mỗi năm lấy em biết ai lấy hết rồi. Lúc nãy mình chưa thấy chạp thì mình để hết chạp. Nay mà lúc anh em mình lấy cái mắc khén ấy về xong ướp vào luôn để treo nó co vào xong cá. Cái rạch này ít chuối anh nhỉ. Cá không cần mổ thật. Cá đấy ăn nó phải đắng đắng mới ngon. Hôm nay bắt bằng tay được mấy vợ chồng tôm cá. Căn bản là nó lạnh quá nên ra cũng lười chui nước nhỉ. Nhiều chị bắt đi. Tối nay anh em mình mà không ngủ được thì treo cái xiên này xuống thì chả cần gác bếp mới là hun khói nữa. Ngồi đến sáng hết là vừa anh ạ. Thơm thơm chứ lại sẽ ăn thật đấy. Giác không ngủ được ngồi ở đây. Cái này ăn hơi nhiều đấy anh. Hơn 2 cân chứ không à. 2 cân mà, một bên tai, một bên má. Hình ảnh mà săn bắt
với này bẫy thú thì chúng em sẽ hạn chế lại. Thay vào đó thì chúng em sẽ đem theo thực phẩm như cá khô và thịt lợn đem theo để sấy hun khói dành cho những ngày sau. Nó dài hơn không kệ. Cái đấy nó thế. Nghe buộc cái làm lên. Luộc ăn hợp lý hơn, đi rừng nó hơi mỡ tí thôi nhưng mà ăn ngon lắm. Cho mắm vào đây. Đúng đấy, đánh dày xong cháy đèn thui đi thế. Đèn thui em mới cắt lên để. Ồ, đen để em ăn nhá. Con này da dày này già lắm đấy nhỉ. Cả một đống quả hạt lồng côm vào ấy đi, vào hậu. À, một nồi thập cẩm. Nhiều cay quá đấy nhỉ. Cay một mực. À, cả mắm nướng nữa. Đây, nhiều món quá. Nướng bốn tí khó chia nhau quá nhỉ. Có ai ăn đâu. Chết, cá mắm nướng trong rừng này ngon chứ. Anh Sơn vậy? Được rồi. Nồi này chất lượng đấy nhỉ. Đủ các loại chua cay. Quả me chua nhá các bạn. Me chua thì cho vào để cho nó có một chút vị chát chát. Vị chua. Trong rừng thì tốn canh á. Em có, em có. Lại còn cá với tôm nữa. Lồi đúng lồi lồi lẩu thập cẩm kiểu anh em mình trước đi là cứ tiện thế anh Sơn ạ. Nhưng mà ngon mà ăn kiểu đấy á. Thế mình xem thập cẩm. Sắc. Anh Sơn kìa kìa sắc già. Kìa mấy lần nó bảo là đổ ra lại đi hút lấy. Nó đổ ra đó làm gì còn hút được. Đâu sắp gãy. Có nguy cơ không? Chắc không, đấy nó chỉ cây này, chính cái này này. Cây tươi nhưng mà mình đốt lâu nó vẫn cụt. Cây no, cây mềm. Mềm. Cái chưa đến bữa ăn bánh dày trước này. Đói ăn bánh dày chưa? Ừ, anh Dương hả? Ông ấy không có mà mời ông ấy khó. Cả anh Dương thấy đừng có mời đánh khó. Anh Dương. Thái luôn đi. Bạn ớt này ăn rau này thì còn to hơn cái đĩa. Chả to hơn. Ông ba lô của em nó nặng thế. Ngày đầu ở trong rừng thức ăn vẫn còn đầy đủ lắm nhỉ. Cứ bao giờ ăn hết thức ăn hết gạo về. Lấy đâu ra anh bảo làm nếu mà có. Ở nhà thì cũng ấy nhưng mà vào rừng nhìn này là ngon. Thế nó đã hấp chín rồi nhỉ. Thớt hơi nhỏ nhỉ. Còn thớt đấy hơi nhỏ. Thớt đấy nó còn bé nó tập tạnh đi mà. Em cứ đi làm bé nó quấy nó ăn bú nó mà bảo ít nồi ít tay kệ nó các món thơm đấy nhỉ. Thơm rượu. Anh mà làm đổ cái này là chắc không ai nói gì đâu. Ấy đừng có đào cá, đừng đào cá hết cá. Cái nồi thập cẩm của anh em chúng em có chuối tôm cá và chuột quả các bạn. Đi rừng có đầy đủ món ăn vẫn nướng cá mắm. Nước nhưng mà ở nhà thì lại không ngon đâu nhá. Cái nước của em ấy, nước kia. Không, này bác. Nhiều đèn có khác nhỉ. Mỗi gốc cây một cái sáng như điện cầu áp này. Các em phải làm bắt canh nữa, nhìn khó cưỡng quá, đưa một cái muôi lên đây. Lại còn có giềng nữa thì có mà. Bảo bác cứ nhìn đấy đấy nhưng mà lại không lên đến núi. Này đầy A, ở ngoài chưa có. Mai ra đấy. Lên đến đây tối rồi. Ôi giời, chưa được ăn miếng nào nó giặt mẹ mồm mới lưỡi. Cái này nó lại nữa. Ôi ơi, cái này chính thức là ngâm được chưa được 3 tháng ấy. Ôi nhiều quá. Ôi ơi, ngâm nhiều rồi giờ cứ. Rượu sâm nam này, sâm nam thì như các bác biết là anh em đi rừng mệt mỏi đem theo cái rượu sâm nam này uống rất là tốt. Có rất là nhiều tác dụng. Như là tráng dương bổ thận và tăng cường cái sức khỏe khi đi làm mệt mỏi các bạn. Nào. Em mời tất cả các bác ạ. Mời các bác. Hớp xong uống rượu trắng rồi nhỉ. Rượu sâm lam thì mỗi bữa các bác chỉ uống 2 đến 3 ly nhỏ thôi. Cho em rượu trắng. Hồi phục sức khỏe. Đi anh em dùng bữa đi. Đi xào xào anh. Tôi bắt nước chấm này. Tuyệt vời đấy anh ạ. Tuyệt vời. Con tôm đỏ đó. Tuyệt vời. Nhà nào? Cái đang có giềng rồi nhỉ.
Lúc đi ra ngoài núi này có tiền mà. Nó có cái đống tơ thế là ăn nó lại bâu vào mồm. Đúng rồi, cái sợi của chuối. Đấy. Ăn là được chảy trong nhà phải không? Đi rừng này mỡ này, thịt xò này cũng là ngon lắm rồi. Đang đuối này. Gắp nó cứ giải dượt. Gặp mồm ấy thôi. mỡ quát ra. Ui, sao nó nóng thế? Cái chuối con nhảy nóng. Nhảy để bằng lâu đã ra mạnh. Ôi, cái da của nó dày nhỉ. Con này già quá nhỉ. Con này già nó. Ăn đi các chị. Này đi đào. Đây có lỗ nồi đào. Mùa đông này có lỗ mấy con ấy. Cứ tưởng nó 2-3 con đào. Nó hay ở những cái ùn rúi bỏ ấy nhỉ. Cái da của nó giòn thật. Vị ngọt dai nhỉ. Cứ lấy anh bắt canh. Em phải uống hết cái nồi canh. Vừa nãy bị giạt hết cả lưỡi ra bỏng. Phải công nhận cái chuối này nó nóng lâu nhỉ. Anh đang lúc cắt chuối anh không lấy cái sợi. Ở đây bên dưới này. Chùa cày chát cả vị rượu nữa các bạn, một ít rượu sâm cho vào nữa. Có nhiều nhiều chuối vào đây cho anh em mình nào nhỉ? Chuối cho chuối vào đây thôi. Chuối nấu kiểu này ngon thật. Còn mấy chị em vớt lên mà ăn. Cầm cả bát á. Để cua à, để tôm ở đấy. Giờ lại thích ăn chuối hơn nhỉ? Có chục con cua nhưng mà chuối ăn ngon. Dành này hơi ít chuối rồi nhỉ? Đúng rồi. Thịt những con này phải ăn bằng tay anh ạ. Bằng đũa cảm giác nó cứ kiểu gì ấy nhỉ. Nóng rồi chứ. Già nó dày. Ăn nóng. Nhưng mà mới báo. Đấy nhưng mà Dương thì cũng lại mất thời gian mà. Xem đầu Dương nhỉ. Nó còn ngon hơn cái thịt lợn quay. Trôi cả cái bảng ấy. Nó còn ngon hơn cái đầu lợn quay. Trong nướng trong thái chân này. Vậy hay. Ngoài này mà của tôi cái gì đây là ấm ấm chẳng ai làm sao chẳng ai sợ thấy ấm ấm thế thôi nhỉ để dành mai nhỉ bụng to thì con này ăn nó phải đắng đắng nó mới ngon. Giờ 19 phút rồi các bạn. Trời sắp sáng rồi. Và bây giờ em với anh Dương sẽ đi săn sóc đất với con hoát rừng ấy các bạn. Cái con nó đi nhặt quả rẻ ăn trong rừng, thuộc một dòng chuột đất ấy. Mấy anh em vẫn đang ngủ chờ trời sáng thì dậy nấu ăn sáng các bạn. Đi anh đi hướng sau đi nhá. Em ra đằng này đi. Đi săn cái con hoát rừng này thì nó khá là bạo. Cây lá cao su hỗ trợ đi mỗi lần đi rừng đi kiếm ăn đêm các bạn. Buổi sáng trong rừng khá là lạnh. Em sắp đến cái cây quả. Hình ảnh đi rình sóc đất và thăm bẫy thì em xin phép các bác là sẽ không ghi hình. Ngày thứ hai thức dậy buổi sáng trong rừng các bạn. Sớm nay thì hai anh em đi sớm, vừa đi thăm bẫy mà vừa đi săn con sóc đất. Do cái cảnh đi thăm bẫy em không thể ghi hình trực tiếp cho các bác theo dõi được. Bởi vì gần đây có nhiều chính sách rất là khắt khe khi làm chủ đề đi rừng và sinh tồn các bạn. Mong các bác thông cảm cho anh em chúng em. Ở đây là cái số ba kích và sâm nam các bạn. Cả ngọc cầu nữa thì anh em chúng em bảo quản bằng cách là sẽ chôn lại dưới đất và khi nào về thì sẽ lại đào lên. Năm hôm như thế này thì lúc đào lên thì cách bảo quản này thì anh chị em chúng em sẽ giữ được cái sản phẩm, nó không ảnh hưởng đến chất lượng. Trước khi di chuyển về nhà sắc này chắc nào ngày nào bị nhất đội. Chắc thế à? Cứ đến ngày về mới biết ai nhất. Bây giờ
rồi đi 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 lại một câu. À, con này béo nhỉ. Bà con này được cân rồi đấy anh. Lấy canh ba với anh. Lấy canh ba đi làm canh á. Để nấu canh cho nước thế ra. Chị Vân lại nướng cá mắm tiếp à? Hai anh em đi lên đằng sau lán này, đi tìm lấy một ít củ riềng rừng để về nấu ăn. Cứ phải có ít riềng rừng này nấu nó mới. Cái cây riềng rừng này thì nó cũng chẳng khác cây riềng nhà là mấy các bác. Cái lá riềng rừng này thì nó nhỏ hơn một chút. Đào mình chỉ lấy một nửa củ bên ngoài, những cái cây của nó đã chết rồi ấy, thì mình mới lấy, còn cái củ của nó còn chọc lên thì mình lại để. Đấy mình chỉ lấy một nửa này thôi. Yeah. Ồ, không phải nhỏ đâu, cái này củ to đấy. Thơm nhỉ. Được chưa? Được rồi, thế luôn. Mình lại lấp xuống lại để lúc nào mình sang đây mình lại đấy. Chỉ cần một nhánh một bữa chúng em chỉ ăn một nhánh nhỏ này thôi các bạn. Thế thêm nhánh nữa. Thêm nhánh nữa. Cái số thịt mà hôm qua anh em chúng em đem theo đây thì cứ vẫn tiếp tục xông khói và nướng khô các bác. Có lẽ rất là nhiều bác khi xem cái video này của chúng em là thắc mắc tại sao lại đem rất là nhiều thịt theo như vậy. Mỗi chuyến đi của anh em chúng em thường từ 5 đến 6 người và kéo dài từ 5 cho đến 7 ngày ở trong rừng các bác. Có lần thì lâu hơn mấy cái sống. Mỗi người ăn mấy lá thôi, để dành. Mỗi một người tiêu chuẩn một lá. Đây, mỗi bữa mình chỉ ăn bằng này thôi. Còn để 5 người 6 lá. À ừ. Hay 6 người 5 lá. 6 người 5 lá. Con này béo nhỉ anh nhỉ? Ừ, con này béo. Mùa này nó nhiều quả ăn. Là sóc má trắng. Ừ. Hôm nay phải lấy cái đống lá cây giả cái lá. Nhưng mà em còn có một cái bánh nướng cơ mà, em có lấy đi cơm đâu, em cũng có lăn đi mà. Chuyện chỗ khác à, rượu ông lúc nào ông cũng giấu kỹ nhất. Chết, làm sao lấy cái nồi to to được như thế. Thịt tươi nhìn nó cũng đã ngon rồi anh. Ngon nhé. Chín đến đây em nhỉ? Vâng, chín rồi. Kia già nó quằn lại này. Thôi chín rồi anh Sơn đây. Bữa sáng của anh chị em chúng em đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Bây giờ thì mấy anh chị em dùng bữa rồi lại tiếp tục công việc thường ngày. Quá là tuyệt vời. Thơm không? Đây là bỏ để tí lông nên nó mới đúng vị thịt nó. Quyết lại đi làm lý. Trên em gọi đây là cái thủ tục thổ công thổ địa các bác. Ở đâu cũng vậy. Thì là cứ mỗi bữa ăn thì chúng em sẽ mời qua thần rừng một dùng bữa đi. Em mời tất cả các bác dùng bữa sáng cùng anh chị em chúng em. Sáng nhá. Em mời tất cả các bác dùng bữa cùng mấy chị em nha, chúng em nha. Uống đi các anh. Chết. Cho vào cái thuyền này. Đào vào cả thuyền. Ô, sáng ra không làm một ít rượu sâm cho nó khỏe à? Ôi, rượu sâm này tối nó mới tối về nó hồi, nó hồi, hồi sức. Rượu sâm chủ yếu là hồi phục sức khỏe. Qua uống này hồi rồi. Đi đào mệt về tối không uống. Đấy, thiếu mắt kén hạt rồi là thiếu. Hôm nay anh Sơn làm cái đĩa nước chấm này không thiếu. Cái da của nó dày nhỉ. Thịt này thì hôm nay chúng em kho với lại cái riềng rừng các bác. Riềng rừng thì ở quanh khu vực này nó mọc cũng khá là nhiều. Nhai nó hơi nhây nhây giòn giòn sẩn, nhai cũng bùi ngọt nhỉ. Có một con có cái bộ súng to lắm mà cưng. Không phải con này không? Vẫn để nguyên trong này à? Ừ. Đây đây. Phải không? Phải. Phải rồi. Phải nó vỡ ra. Thường nó cứng mà.
nó cứng mình nấu nó co lại như thế rồi. Nó co mới lại nó kiểu vỡ ra rồi. Chào ba. Ừ, em dùng đi. Anh dùng đi, dùng đi dùng em. Dùng. Cái này súng của con này nó cũng khá là khỏe đấy ăn. Cho anh. Bình thường phải ngâm tươi và rượu ấy. Rồi đang nghỉ yếu dài anh. Không nhai được ấy, cái củ ấy. Cái vòi vòi lá nó cứng sật sật. Kể như cái sụn ấy nhỉ? Ừ. Anh em tả cái đấy sao hai chị bên này cứ cười nữa nào. Đã cho là một nhà anh bảo là thịt rừng nhiều, thịt nhà này ế mất rồi. Tôi ăn thêm mỡ nước, mỡ rồi. Nướng vàng đi ăn ngon rồi. Nhiều đồ ăn quá. Gan này chưa nào. Chắc là ngon. Người đã gan này, gan này. Bỏ lúc nào cũng gan này, nãy còn thích ăn gan. Đi đâu cũng lì. Ngon. Đuổi cho nha. Trèo rừng khỏe à. Ăn đi, cũng dùng bụng đơn. Cũng giòn ghê nhỉ, nướng cả này. Này lắm muối đấy nhỉ. Cái này nếu mà mình nướng nóng nóng ấy. Sật sật như cái da rúi nhỉ. Đúng rồi. Cái da của nó nhai sật sật rất là ngon. Thứ hai bố quần cứ đi không thèm nói chuyện. Nhưng mà nó cũng phải da da. Hoàng già thì cái da này còn nó mới da ấy. Chung với anh em. Miếng nào chui vào một miếng đấy. Anh em biết chung ra nè. Em có. Cơn nhỉ. Anh hứng cái em này. Thịt rừng này phải ăn bằng tay mới ngon. Con gì anh này? Ơi, em ăn miếng gì đây? Thịt mẹ. Thịt gì? Con gì anh này? Ơi, em ăn miếng gì đây? Thịt mẹ. Qua cái gốc này cứ thấy sạt 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 khả năng cầy về ăn ấy. Xù xù sạt sạt. Cánh cuộc lại có nhiều cây. Nhưng mà ở đây cứ thoải mái đèn đi nhau. Bây giờ thì mấy anh em dùng bữa sáng xong sẽ tiếp tục lên trên cái cánh rừng ở phía hôm qua chúng em đi tiếp ấy các bạn. Chúng em hôm nay sẽ đi lần sâm. Xuống dưới này thì chúng em mỗi người tản ra một hướng để lần các bạn. Bởi vì đi tập trung thì sẽ khó thấy những cây sâm hơn. Khá lâu chưa thấy cây nào rồi các bạn. À bên trên thẳng lên à? Ừ đây đây. Trên đỉnh ngọn cây kìa. Ừ, tổ ong khoái to quá các bạn. Nghe thì mãi cái chân dốc kia lên. Khi đi rừng thì gặp những cái tổ ong giống như trước mặt màn hình các bác đây thì là đa số là nó sẽ bỏ đi hoặc là nó ăn hết mật. Khi còn quân ở đấy thì mình khai thác thì nó cũng không có mật là bao nhiêu. Và đồng thời mùa đông này khai thác mật thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là thiệt hại về cái số lượng ong nhộng. Thế mà gốc à chị ơi? Gốc sâm nhỏ. Đây chính là cái lá của cái gốc sâm mà chúng em đang đi lật. Mỗi một rễ. Ôi. Cái gốc nhỏ như này thì củ nó chưa to các bạn. Đây chính là cái củ sâm lam. Chúng em đang đi lần những cái gốc to hơn cơ. Đào thử cái gốc này xem ở cái vùng đất này nó có mẩy không. Chị vắt được gốc to không? Chị vắt được. Gốc nhỏ à chị? Có củ chưa? À đây thấy củ to ấy thấy. Bây giờ được còn gì nữa. Của sâm nam này thì ở những cái phần trước em cũng quay khá là chi tiết rồi. Về cái tác dụng của nó thì rất là nhiều
cái hỗ trợ các bạn. Và đặc biệt về cái vấn đề mà nam giới, cái vấn đề thận yếu và các bác suy nhược, ốm yếu, có thể dùng những cái củ mà nó non một chút ấy, thái vát ra hầm với lại xương hầm thịt ăn rất là bổ. Ngâm rượu ấy thì các bác cạo cái phần da giấy bên ngoài của cái củ sâm nam này đi, sau đó rửa sạch ấy, cho vào, có thể ngâm tươi luôn. Nếu mà ngâm khô thì băm thái lát ra, sau đó đun nước uống hoặc là ngâm rượu cũng được. Thì chúng em ngâm cả ba kích với sâm nam chung một bình rượu. Đây là cái lõi bên trong của cái củ sâm nam nhé các bạn. Cái lõi nó kiểu như là cái củ mà củ đậu ấy, nhìn tựa tựa củ đậu nhưng mà nó cứng. Cái sâm nam này thì thường gọi là sâm sắn hay sâm cát các bạn. Có nhiều củ nó giống củ sắn. Củ sâm nam thì các bác còn dùng để thải giải độc gan và thanh lọc cơ thể rất là tốt. Gốc to được mấy cân, có mười mấy cân như gốc ngày xưa nhỉ. Ở đây là cái gốc sâm nam nhỏ nha các bác. Như gốc này thì có thể đem về nhà trồng được. Đây, gốc rất là nhỏ thì những cái quả của cái gốc sâm nam này thì nó do chim ăn hoặc là gió đưa nó bay ra, không nó rụng nó lại mọc lên những cái cây. Xem còn được cái nào. Mù à? Ninh chi đen này thì các bác dùng để trị tiểu đường, mỡ máu, huyết áp, đường ruột và mất ngủ. Mùa này thì chúng em cũng ít khi đi lần lấm, bởi vì nó cuối vụ, thi thoảng mới được những cái lấm còn lành, còn đa số nó bị mọt này các bạn. Chuột! Ô, mỗi người một lơi này. Gốc to không? Không có củ à? Ba chị em vừa lên đào được một gốc nữa các bạn. Một gốc này rất là to. Từ lãi đào thì cứ hí hửng mừng là đến củ thì sẽ ghi hình cho các bác theo dõi. Tuy nhiên thì hí hửng đào xuống xem có củ to không, toàn là dễ không. Ăn rồi em chị Vân ạ. Này, hỏi nó ăn. Vô lý nhỉ, gốc này bình thường mà ở quê ở gần nhà mình gốc này không bao giờ dưới 5 cân chị nhỉ. Phải đào cả ngày từ sáng tới tối mới hết gốc to này nhỉ. Thực ra mà để ngon thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó bùi bùi, mẹ ăn xong nó khỏe người. Hôm anh chưa ăn đâu hả chị Bân? Chị chuột. Đang ngủ anh Sơn bôi bôi đây á. Thấy không? Ở đây á. Bên kia có tổ ong các bạn. To không chị Vân? Wow. Tổ này phải mấy cân? Ôi chạy chạy chạy. Nó đuổi. Chạy ra đi. Ra ra ra. Nó bung ra rồi. Nó ăn lắm. Đi xa. Thấy hơi người. Đi xa xa ra. Gọi anh Sơn. Làm ông Sơn. Ông Sơn làm cái gì? Sợ chết đi đường. Được rồi, ngồi đấy là ngồi im đấy để em xem em gọi. Như này là rất to, nó dài nữa. Rất là nhiều tầng. Đi ra xa các bạn, vì nó rất là dữ. Em muối để lán rồi anh em tính toán xem nào. Bắt kiểu gì, bởi vì không đem quần áo. Cũng sắp tối rồi các bạn, hai vợ chồng em đang quay trở về lán. Chị được đây này, ui dồi ôi. Cộng lặng chưa? Không mày đâu, được bao nhiêu mà không đâu. Anh Sơn tắm chưa? Vừa mới bảo là sáng bảo lấy dầu gội đi tắm này. Sáng lấy dầu gội xuống sông tắm không ta. Lại quay trở về đây vẫn nhìn thấy thế. Lại quay rồi lại về. Thế vẫn mặc quần áo cũ thì chả thế. Ây da. Bà kích to đấy nhỉ. Đẹp không? Đẹp lắm.
này. Chị lên lâu chưa? Vừa mới lên được một lúc rồi. Đây gốc của anh Sơn đây à? Đây, gốc đẹp đẹp đây. Cái củ đẹp đẹp này. Thế là cái gốc đó. Đây là đẹp lắm luôn anh Sơn này. Hey, anh ấy sợ là không dám đi nữa, chạy. Hey. Chạy lên nhỉ. Khác mình cũng sợ chắc anh ấy. Em sao khác của mình em còn về đây lần anh lại gì khác cái đàn ông còn sợ. Anh chị em vừa về đến lán các bạn. Bây giờ thì phân cái số dược liệu mà anh em chúng em lấy được. Rồi lại đem chôn xuống đất để cho nó khỏi bị hỏng ấy các bạn. Tối hôm nay thì anh em chúng em có một cái món khá là đặc biệt, phổ biến nhất khi đi rừng. Sâm lam hôm nay anh em chúng em đi đào ấy. Chúng em sẽ cạo sạch cái vỏ của nó đi, gọt bớt một phần mỏng ngoài đi để cho vào hầm xương các bạn. Cái món ăn này thì nó đặc biệt ở cái chỗ là khi mà đi rừng mệt mỏi về làm mà ăn cái sâm hầm xương này thì nó rất là khỏe. Đẹp nhỉ anh nhỉ? Nó ngọt mà. Đi rừng này thì trước khi đi chúng em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Bên này là những cái con sóc đất mà sớm nay anh em chúng em đi thăm bẫy được. Cái đấy ngâm rượu lâu á, cho chung một ít bắp kích vào thơm lưng. Ừ. Nồng chứ. Lúc mình chưa ninh thì nó... Lúc đi mệt làm một miếng tỉnh người đấy anh ạ. Sâm mà nhỉ. Ừ. Riêng này là nấu sóc đất, còn sâm nam thì hầm xương. Ở đây là những con sóc đất các bạn. Sớm nay chúng em cũng sấy luôn cùng với lại thịt lợn. Con này nhìn béo nhỉ. Ừ, béo. Cái sóc đất thì anh em chúng em sẽ cho vào lấu giềng các bạn, giềng núi ấy. Đi thuyết cho cái sâm với lại xương lên bung trước em. Ừ, cho lên bung trước. Lúc đói ăn sống còn ngọt mà. Đấy chắc không phải sâm chuẩn rồi. Sâm nam này lúc nào nó ngọt, gọi có lời gọi sâm cát mà. Hầm với xương này thì chúng em cho nước với lại xương vừa phải thôi các bạn. Khi mà hầm nó mềm đi thì là nó cạn nên là vừa. Cho nhiều nước thì nó sẽ không được đậm cái vị của cái sâm. Bữa tối hôm nay ăn hẳn 3 con kìa anh. Ừ, 3 con. Hy vọng mai đi xem bẫy lại có kết quả đi. Đặt có 5 cái mà. Thịt rừng mà nấu với lại giềng và chuối rừng thì ăn rất là ngon. Cứ cái rạch nào có chuối thì chúng em tận dụng. Ăn mãi mà không chán nhỉ anh Sơn nhỉ. Cái chuối nhà ăn chát nhỉ. Đi rừng cái khăn nữa. Xương này sau khi mà nó sôi được một lúc thì anh em chúng em vần ra ngoài hầm như kiểu là hầm gà ấy các bạn. Thịt gác bếp anh em chúng em vừa tận dụng là mỗi bữa ăn thì cho vài miếng mà để cho nó không đâu rồi, phút kia đâu rồi? Cháy. Chưa xương chưa cho rượu đâu. Ốc bao giờ ăn nó cho nó thụt với hết. Áp nhỉ. Tinh thấy chuối là chuối rồi ý. Tí nữa là chuối vẫn hết. Ủa, trước. To thế cả. Ốc này bắt từ tối hôm qua. Xem cái lồi xương được chưa cạn đấy em. Hầm mềm rồi đấy. Nhờ đúng xương hầm đấy. Thơm thế cái xương hầm sâm này. Trời lạnh thế hơi bay lên như này là thèm à. Nó có một nồi chuối thập cẩm. Ăn nó ngọt, giềng nó không cay thì ngọt. Nhưng mà không chua mấy được. Chị chuột muối giềng à? Nó cay lắm. Đi làm mà ăn ngon nhỉ anh nhỉ?
như điên cỗ này. Mấy đợt như thế về theo bé bự đi đấy. Xong hết rồi nhà chín, còn con ếch của anh Dương nữa. Thôi dùng đi. Đi, em mời mấy anh chị em nhé. Em mời tất cả các bác dùng bữa tối ạ. Cảm ơn mọi người nhá. Em mời tất cả các bác dùng bữa tối cùng mấy anh em em ạ. Ăn đi hai chị. Sâm hầm xương này các bạn. Canh ngon. Hóa ra lúc nào không bảo ăn. Ngon hơn ăn sống nhiều chị bác ạ. Tuyệt vời. Nhưng mà cái vỏ này kiểu lúc mình quạt đi như quạt sổ ạ. Quạt như là quạt mai. Cái đây mình cạo không? Ngon ngon nhỉ? Ngon thật, ăn lại bồi, thơm. Hầm đúng không? Ăn thơm nhỉ? Cái gốc chuối to mà. Hôm qua ăn ngon, hôm nay lấy hẳn một gốc to luôn. Gốc này củi to thế nghiệt. Nhiều dày lắm. Đây thì làm hẳn một miếng sườn chứ không ăn sâm. Đây hết rồi, lắm một thịt hết rồi. Sâm bây giờ còn cái xác thôi phải không? Không được, ngọt nhỉ. Nấu nó ngấm vào xương, nó ngọt, nó bùi bùi. Đúng rồi, nó lại thơm. Có vị thơm của vị sâm. Ngon lắm. Ăn thế nó mới khỏe anh ạ. Ngon đấy. Chuối á? Bên đấy em còn xé bao nhiêu rồi? Bác Sơn có xé đâu. Chuối nào nó phải có tơ mà. Tơ nên nó ngon. Cái này như của khoai luôn. Ăn đấy. Cái này quả. Được, như của khoai luôn. Khoai môn hay khoai gì ấy, bỏ. Bỏ ngon. Sắp hết điện rồi. Kia còn sáng. Ăn nó có độ dai của một cái thịt một khoái nhỉ? Ngọt rồi, cái xương với lại cái vị sâm ấy, thơm nhỉ? Cái nhiệt nó cao. Đấy, đưa cái lá lốt về đây này. Đưa lá lốt cho bác. Con lá lốt dưới. Các bác đi ăn trồng nó mọc ở dưới suối à? Dưới suối, cái này lá lốt rừng ấy, suối. Đâu thử một tí canh hầm chất sâm xem nào. Canh như là chất nhất đấy. Bát này phải mấy bát cơm mà chất. Anh đi rửa tay thấy con ếch to thế. Đi lên dịch trên đầu suối chắc nhiều đấy. Đâu hai chị ăn đi. Ăn đi. Nó nóng. Dám phải miếng cay cay thế đấy. Thịt con sò sóc đất này ăn ngon mày ạ. Nó dai. Mình nướng qua rồi nấu này ăn nó dai. Mà cái khu vực này cũng nhiều cái con này nhỉ. Đi đào củ những cái búi lứa nó đi mòn lắm. Mòn lắm. Da nó dài. Những da nó sườn lắm. Cắp đây cái kiến này. Đấy là cái tơ chuối. Con những thế nhỉ, ăn thế ăn cay. Con đặt người như đúng kỷ thiên ấy nhỉ. Em về đây luôn, được rồi, ơi. Cái miếng đùi của nó nhìn nhiều thịt thế. Thịt chắc gì? Chắc thịt lắm, ăn dai. Đàn ấy. Đây để em cắt ra. Nhìn đẹp đấy. Anh giữ cái phần kia rồi em. Rồi, chị em mình chia nhau. Đây cho chị Vân. Em ăn cái phần chân bới này. Cho chị cái phần đùi to nhìn ngon đấy. Hai ông này ăn rồi phải không? Ăn rồi. Cho em xin nhá. Chia nhau đều hết. Em ăn con đấy à? Không ăn con đấy á? Chị kia có ăn không? Dạ. Chị ăn không? Không. Không ăn gì. Em ăn con đấy ngon. Cắt một phần ra cho chị. Chị chuột không ăn à? Không. Anh cũng ăn con đấy. Cho anh xui. Chị ăn chuột không? Ăn hết đi. Thế là chồng mê xoay ếch, vợ không ăn ếch nhỉ? Đây của anh à. Suối này thì nó rất là nhiều thịt các bạn. Chấm cái xương của nó nhỏ lắm. Có giọt mưa xuống thật. Mưa đêm nay thì chú ở đâu? Nấu vào nhóc cây thôi, nấu. Không, có bao bóng mà yên tâm anh. Quan trọng đồ đạc ướt đi. Cái con ếch này em chỉ thích ăn nướng, nhá, lúc nào nướng nó cũng ngọt lắm. Ngọt mà nó còn dai. Thịt nó dán rồi nó dai. Không, nhưng mà ăn tơ ấy. Cái đúng tơ này kể anh Sơn cứ thái cái cây.
tiếp tục cái series sống trong rừng tìm dược liệu. Đêm hôm qua thì trời mưa các bạn, trời mưa nên là anh em chúng em đang ngủ thì thức dậy cùng nhau làm lại cái lán, lập lại cái mái. Buổi sớm ngày hôm nay thì anh em chúng em nấu ăn nhanh thôi các bạn, vẫn là cá mắm khô đem theo và chút thịt rừng sấy khô. Đây, mưa nên anh em chúng em ăn ở dưới nền đất, ở trên lán kia thì lập cái mái và đựng đồ. Em mời tất cả các bác dùng bữa sáng cùng anh em chúng em. Mời mọi người nhá. Em mời tất cả các bác dùng bữa cùng mấy anh em chúng em ạ. Ăn đi các bác. Mình ăn ở cái thuyền này. Ăn ở cái thuyền. Cái củ chuối sau hôm nay mới ngon cơ. Bữa sáng lại là chuối các bạn. Hôm nào cũng là chuối. Cái món thực phẩm rau xanh chính ở trong rừng. Của nó. Sáng chỉ anh Sơn chơi lá cao su đen hết tay. Hỏng mấy cái dây mà chưa bắn được. Được rồi đấy. Đấy bắn bén cái cây to đùng ở đây. Chua nó chua. Chua. Hiện tại thì anh em chúng em lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới chân đồi này để lần dược liệu các bạn. Công việc thì vẫn như mọi khi thôi. Trong khi đi tìm dược liệu em sẽ tranh thủ ghi hình lại cho các bác theo dõi. Trúng chưa? Úi à, ngon đấy nhỉ. Tổ kiến là tít trên ngọn cây kia mà anh Sơn nghe như con chim vậy nhỉ. Bên dưới được nhiều không? Ừ, gốc trên kia hai vợ chồng em được nhiều củ to. Bên dưới này chị Vân được nhiều chưa? Chồng ạ. Gốc bạc kích ấy cũng sầm to đấy Sơn. Từ mãi dưới kia cả. Ồ, lốt ăn mới con này to lắm đấy. Đây là vết nó cắn này các bạn. Em cứ lên trên đấy đào đi để anh ở đây anh đào Minh Sơn. Con này lúc ăn vào giữa bụi nứa xong nó này ăn ra ngoài nhỉ? Ăn hết cái bụi nứa bên trong bụi nứa. Ăn nó chết hết bụi nứa. Cứ chọc cái đầu người ta. Sắp hết rượu rồi hai anh còn đào cái con này làm gì? Lỗ to bàn tay luôn này. Con này chắc phải hơn cân đấy. Đất này nếu mà xâm với mày này. Qua đảo lại toàn là đất đen đấy chứ. Không, đây thuộng. Đây có hai cách thuộng rồi, thay nhau đào. Nỗ này to nhỉ anh? To anh. 1, 2, 3, 4 này. Hơn 5 mét rồi, thấy chưa? Lại còn thùng đi nữa. Thùng phát thì ở ngay không thì đi xa. Wow, to nhỉ. Ui rồi, còn ngập cái đấy nữa. Đến này anh. Đây lồng để thấy đúng đấy. Không? Phải rồi, đây. Phải. Cái to. Con mập. Kiếp. To thế nhỉ. Đó, bảo ở trong này lại còn. Xem còn con nào không? Xem nào, để anh xem nào, đợi. Con này quá to luôn các bạn. Con này mà béo. Sau một hồi khoảng độ gần 2 tiếng đồng hồ thì anh em chúng em đã bắt được con đũn. Hay là chúng em gọi là chuột đất đấy các bạn. Con này thì chắc được hơn 1 cân đấy các bạn. Đây chính là cái thành quả mà gần 2 tiếng đồng hồ của ba anh em các bạn. Đã lâu rồi mới thấy một con to như thế này đấy nhỉ. Lắm rồi, con này cụ lắm rồi. Con xa thế mà nó ra rồi.
Ba anh em lại tiếp tục di chuyển vào phía cánh rừng trước mặt này, bởi vì các chị đã đi vào trong đấy đào ba kích với sâm nam rồi. Đây lại có một bạt ngọc cầu các bạn. Ngọc cầu chỗ này nó ẩm to nhỉ. Đa số là nó hay mọc ở những cái rừng ẩm ẩm nhỉ. Với cái ngọc cầu này thì cái tác dụng của nó là hỗ trợ về cái vấn đề sức khỏe, hỗ trợ bổ thận trắng dương, vấn đề sức khỏe nam giới và nữ giới khi uống cái này rất là tốt. Nó có vị chát nhá, khi các bác ngâm rượu thì cho một chút mật ong vào, ngâm lâu rất là thơm. Đang tầm đẹp nhỉ. Ôi bị gãy, gãy hai mũi liền. Hai mũi liền. Bên dưới là một cái rễ này, rễ này đi đến đâu thì nó sẽ mọc lên những cái mầm ngọc cầu đấy các bạn. Chỉ cần tách cái rễ, em cắt thôi. À được. Sau năm nó lại tiếp tục mọc ở đấy. Đẹp nhỉ. Để cho túi lên cho các anh. Em vừa đào được gốc sâm. Củ to. Ô. Củ sâm lam các bạn. Sâm lam với lại ba kích ngọc cầu thì cái tác dụng của nó gần như nhau nha các bạn, nhưng mà cái vị của nó khác nhau. Gốc riêng rừng to nhỉ. Đưa đây con dao em mượn nó cắt cho dễ này. Khu này sóc chạy nhiều thế nhỉ, trên ngọn cây cao. Hiện tại thì mấy anh em chúng em đã quay trở lại nán và chuẩn bị bữa tối các bạn. Thuyết đánh dân canh à? Hả? Thuyết đánh hay anh Sơn đánh? Anh Sơn đánh. Đảm nhiệm đây. Không, anh Sơn đánh. Anh Sơn đánh. Đi. Cắt dao vào đầu đi xong thì mọi người cầm chân xẹt phát được. Nói như thật đấy. Ôi thật đấy, em cái nhà em làm suốt rồi. Chắc còn sợ cái gì nữa thì nhiều tiếp này. Được, không sợ đâu. Nhưng cho ít là mồm nhâm ngọt. Béo nhỉ? Được tầm 1 cân đến cân mốt đấy anh nhỉ? Tầm cân mốt, mốt cân 2 đấy. Nấu riềng các bạn. Món này thì nấu riềng là ăn nó ngọt với nó hợp vị. Họ nhà chuột thì con này là loại ngon nhất và đào đất giỏi nhất nhỉ? Giỏi nhất, ăn cây giỏi nhất. Cây gì nó cũng ăn này. Càng làm sạch càng thấy béo nhỉ? Khi các bác theo dõi những video của chúng em gần đây thì đặc biệt những cái cảnh mà anh em chế biến ẩm thực thì em không thể ghi hình cận cảnh như ngày trước cho các bác theo dõi được. Bởi vì gần đây một số chính sách rất là nghiêm ngặt các bạn, nên là khi chúng em quay về ẩm thực thì không thể mà lấy thịt canh anh nhỉ? Không lấy chứ nhỉ? Được. Lấy thịt thêm. Cá bé nấu như sáng ấy hồi ạ. Dã, dã chám ấy. Có chám đây, dạ. Hôm nay được chưa? Hôm nay được rồi. Cái bộ lòng này chắc chín, à chưa nhỉ? Chưa. Còn này. Thớ thịt nó dày này. Gần như là buổi tối nào anh em chúng em cũng tập trung tất cả anh em mỗi người nấu một món cho nó nhanh các bạn. Đi làm về tối. Lấy cái tô đi, đi lấy. Mình ngồi xuống nữa cho nó sực sực đi. Nói ơi, nhìn thấy đồ ăn đói rồi. Ai chả đói. Cái nòng nướng này thì anh em chúng em để đánh tiết canh. Con này mà thiếu tiết canh là không phải rồi anh nhỉ. Con này mà không có tiết canh thì thôi rồi. Quên chưa cắt ớt thôi này bác Sơn. Thuyết này đánh thiết canh. Ê, được bát thiết canh to. Nóng hổi, nóng hổi. Ui, nhìn. Hấp dẫn thế nhỉ, cái món như này. Da hiêu ấy nhỉ anh Sơn. Dày ấy, da có miệng dày này. Già. Hai đĩa rồi nhỉ? Vâng.
tính cả riêng. Riêng là gia vị thôi. Đợt này không đông gì. Đúng là hôm nào cũng có ếch. Anh Dương bảo hôm nào cũng ăn ếch nhưng mà không biết chán mày. Có hôm nào ăn thừa ếch thì nó mới chán. Toàn ăn thiếu nhỉ. Các bếp cũng nấu hết luôn. Bữa tối của anh em chúng em đã chuẩn bị xong rồi các bác. Em mời anh chị, mời tất cả các bác nhá. Mời các bác nhá. Em mời tất cả các bác phòng bữa, mấy anh em chúng em. Ai da, dùng đũa đi cho nó nóng lắm. Ăn đi các kia. Nó già là kết rồi. Cái của em da này dày phải gấp đôi cái con sóc đất hôm trước anh em mình ăn. Con này ngày hôm nay được vừa da khác lùi da mà đúng thật. Nhai vào nó nảy ra như là cái dây chun bắn lá cao su á. Dài thật như da đầu lăng nó cao su á. Ấy em vẫn kéo cái miếng nào ra nhai nó mới sướng này. Đó là cần rồi. À cái canh lúc đấy đổ nước phải không? Nhai mà nó lấy răng ra mà. Nếu con này là nó béo béo thì nó phải rơi vào con hai. Tuy nó dài mà mình càng nhai nó càng em đào nó càng ngọt. Không béo mấy đâu. Nhai nó dài nó ngậy ngậy béo thơm. Ở đây được con nào nó cũng to. Giống con to nó phải thế chứ. Không nhai gì lấy ra làm gì lấy cọng trong biết thật là dai không biết thế nãy mình chỉ thích cái da lọc cái da ra để riêng nhỉ cưng. Và mấy bà này sợ cái da cái này phải 8 ly tám ly đúng tầm đấy. Đấy bằng da hiêu luôn vậy. Ơ được cay cho mắt kén hẳn rồi này quý của nhà nó bùi dai ngọt ếch to này nó chịu cái cọng đây đấy. Em cái cọng ngộp không thấy ai chê đâu, ai cũng khen rồi. Chỉ chê mỗi cái là hơi dai thôi nhỉ. Ăn đi chị chuột. Đang nhẩm cái gì đây? Cười to há mồm mà xem nào. Vẫn đang nhai cái kẹo cao su bằng da này. Không nhai đâu. Em ném rồi. Ây dù. Mâm. Ây dù đồng. Thà đi. Tuyệt vời. Mới gắp ăn được. To là cái miếng. Miếng này to hơn này. Gớm. Này cho hết đi chứ cơ. Được rồi. Miếng phần này. Người ta lấy hết chứ còn. Đang ăn cơm. Đang ăn cơm cũng nhận phần. Đây hả? Bắt em để em no. Cho hẳn cái bát to. Đi. Thôi thôi cho ít nước nữa nha. Cho thuyết bát to đấy. Đấy. Cái đánh khó. Đấy. Mình không chịu đâu. Mát ngọt nhỉ, thơm. Được cái này. Ngon này ạ. Mùi hạt dổ mắc khén tuyệt vời. Thì ăn đi. Có cái vị mắc khén hạt dổ tuyệt vời. Thơm hạt. Tuyệt vời anh nhỉ. Thế cũng được rồi. Mấy anh em chúng em lại chuẩn bị đi tìm dược liệu trong rừng. Em sẽ review qua cái bữa ăn sáng của anh chị em chúng em. Anh Sơn đã không có cái gì lại còn ăn cơm nguội với ớt. Đây vẫn còn một miếng thịt, hai miếng thịt rồi. Thuyết thì ăn muối. Chị Vân thì nhanh hơn, còn một miếng mỡ rán với cá mắm. Cá mắm sao lại còn hai cái đuôi không kia? Hạn kiệt hết thức ăn hôm qua lại cứ bảo là ăn mạnh vào, nấu mạnh vào. Phần anh Dương còn một con cua sáng nay. Còn đây là phần của em các bác nha. Anh em chúng em sẽ ăn nhé, ăn sáng nhanh cho các bác. Tiếp tục cái công việc thường qua thì anh chị em chúng em đã dùng hết cái lương thực thực phẩm mà đem đi theo.
gọc cầu đeo mới cầm cầy cái này đeo cầu. Đeo lúc nào ở trên xe ấy. Rồi trên xe ai bóc cho. Nó không có nhiều dế. Nó không có dế không đẹp. Sao nó có béo không? Béo, béo đấy thôi. Nhưng mà nó không có dế, nó không nấu. Có khi vướng đá. Lên và rung từ từ để rung cho nó ấy. Ôi, gãy rồi. Gần lên rồi, gần lên rồi. Nào, sắp lên rồi. Cố lên, sắp lên rồi. Nào. Nào. Đi mà không lên được đâu. Mình dắt thì nó đứt thôi, nhưng mà vẫn lấy được. Hơi xấu tí. Ở đấy, đừng làm sức, đừng làm sức. Ba chị em mình nhổ, ba chị em nhổ, ba chị em nhổ, ba chị em nhổ. Ba chị em nhổ lên, nhổ lôi lại này. Từ từ nhá, cẩn thận đất chọc vào mặt đi em ạ. Một, hai. Lên được đâu. Cái hồi về bên này. Kéo về đằng này, bên này với chị đây là. Từ từ đã, hồi hai ba cũng giật. Một người giật. Nào, hai. Úi dồi, lên, hai. Một, hai, thứ tư. Cái lão 23 đây. 123 nhá. 1 2 3 2. Xấu rồi. Rồi đây. Nó bị kẹp đá chấp nhận như nào nào. Này gì mà xấu. Cái này đẹp mà. Quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi, cái này đẹp quá. Chặt đi, lấy dao chặt đi. Đâu dao đâu? Dao chị bàn trong súng ấy. Dao ở kia đây. Dao trồng đo dao. Dao đi tuần chứ mài. Cái thế củ sâm trắng này đẹp không này các bác? Với cái củ sâm trắng này thì nó có rất là nhiều tác dụng các bạn. Khi mà các bác suy nhược, các bác mà lười ăn, kém ăn hay là trẻ quầy xương ấy thì là dùng cái củ này phơi khô đi đun nước uống. Còn đối với các bác ngâm rượu thì cứ thế này ngâm cả củ hoặc là băm phơi khô đều được. Hiện tại thì mấy anh em đã đến cái chỗ tổ ong hôm trước các bạn. Bây giờ thì đang chuẩn bị làm khói để bắt cái tổ ong này. Với loại ong vàng này thì cái số lượng khói nó phải nhiều gấp đôi gấp ba lần ong khói. Vừa dùng khói và dùng lửa để đuổi nó đi. Gà rừng ấy. Gà rừng ở dưới này này. Hôm trước chị chuột chị đi qua đây chị phát ngay cái lứa này. Dài tông. Đây chính là cái tổ ong mà anh em chúng em chuẩn bị bắt này các bạn. Nó dài khoảng độ 50 phân này, không biết là nó có mẩy hay không. Chúng em quay lại làm khói và lửa để xua đuổi cái bầy ong mẹ đi. Khói thì dễ. Khéo mình cần ngạt thở trước nó đi. Không có à chị? Em ở đây nhá. Thế cái cây của em ngắn hơn, em phải đứng ở chỗ xa hơn. Ừ, thế thì em chưa ở đây. Đấy nó gần hơn mà. Ừ. Rồi, thế chiến đi. Ba anh em trực bày ý kiến. Chết thôi, cái này còn hồi hộp hơn là phục kích gì hết trơn vậy. Bắt ong ban ngày, ong này không bảo hộ có mà. Bà nhà mỗi anh em bó đóm mà vẫn còn run thần thần. Qua mấy bà bỏ là... Nhảy vào lấy đi, chạy vào lấy đi, nó chỉ ở trên thôi bây giờ. Nó chỉ ở trên thôi. Ui, mát nhiều. Lấy từng cục một. Có một cục ở dưới, nó lan xuống dưới nữa. Đâu ấy, ở chỗ nào ấy? Ở dưới này, không sợ đâu, bò xuống dưới. Xuống bên dưới, xuống bên dưới. Quá ong, ui, nhiều ong quá. Ui, ôi giời.
nhiều ạ. Nó bị say khói là đốt. Dập lửa đi nhá. Dập lửa đi nhá. Rồi thế cho đi đi. Phí á. Chí nó có thứ này ăn được không? Anh Dung nhặt à? Bây giờ nó bầu văng. Bây giờ nó mới về. Nhưng con nó không say khói, nó tỉnh như gì ấy. Thế là cũng phải cái đóm có phải dơ như này, những con bánh bày nó có phải cho nó dính khói. Là những cái thành quả của anh em sau cái bắt xong cái tổ ong này các bạn. Trên đầu bác ấy thì bác đồ nào mới pha hai con khỏi được, còn một con thứ ba một nhặt cái đống rải không, nhặt cái đống rải đi để xào. Bây giờ nó mới về đông quân nữa. Cái gì mà nhặt? Đi cho. Rồi đấy thì em tiếc em. Những cái tầng này bắt đầu tháo dần. Mồi đau thôi, còn được mồi thì nó vừa. Chớm chớm vào, em bị mấy phát chớm chớm thì mình kịp xử lý. Đúng bạn đít ở đây. Vừa mới lấy ra. Để chết. Đây chắc phải chảy máu. Ê, lấy cả miếng thịt đi rồi thì em xem cái nào có mấy đó. Các bà ấy hôm qua làm cũng làm qua ba chị và rủ nhau làm hai mồi mới cái này hai chấm đỏ đi mà xem được mấy cân. Ý gì nặng thế này cơ mà nặng chứ nhỉ, cái này nặng mà cái này lấy nó cũng được nhiều ngọc cấu chưa đi đây này chị Vân mới đẹp. Ui. Được mấy búi đẹp đẹp như thế nhớ nhớ hết toàn chỗ tô à nhỉ. Đi đường nào đi giờ cứ thẳng lên thôi nhỉ. Thẳng đây ra lên lên đây có cái đường đi mà. Như các bác thấy thì cái số lượng dược liệu mà anh em chúng em được trong những ngày vừa qua thì bây giờ Thuyết với lại chị Vân và chị Chuột đang phân loại ra và bó lại để cho vào trong bao. Lần này gánh về đến nhà thì ốm rồi chị Vân. Với Ngọc Cẩu tay nhặt mồm cười. Về nhà ông bán được để cho chồng uống hết. Đấm lim xanh ở khu rừng này không có nhiều lắm. Này thì chúng em cũng hong qua lửa rồi, nó cũng khô rồi các bạn. Về phơi lại một hai lắng nữa là được rồi. Ở dưới này thì anh em chúng em đang chuẩn bị nấu bữa trưa nay thì còn đâu nữa, còn mỗi còn bát gạo thôi. Thế thì hai anh em mình nhặt ong xong nấu cháo nhỉ. Cháo ong. Anh ấy vừa nhặt vừa ăn. Đố ai mà nhặt ong không ăn được, dính mép rồi. Con nó rửa rửa ăn đi. Những con ong vàng này ăn sống rất là ngon nha các bác. Đi rừng mà không tiện chất bếp nấu ăn ấy thì là có thể dùng lửa đốt qua đi thì là ăn rất là thơm ngon. Vàng ươm nhỉ. Ngon nhỉ, cũng là ong vàng. Tầng trên này bắt đầu tháo rồi các bác. Nhặt được 3 con này phải ăn được con á. Thế thì 100 con ăn mất 30 con à. Nấu độc cháo không á? Nấu hết anh. Chắc làm ít nộm ăn với cháo chứ. Vừa nãy anh em mình bảo làm lộ nhưng mà con vàng không làm được giờ. Chúng em được cho lên rang các bạn. Không có bằng nó nhiều mà được luôn rồi. Ôi khói à. Có bao tao. Ong thì chúng em sẽ rang qua rồi mới cho vào cháo các bạn. Mày ong nhiều hơn cháo. Yeah. Ong của anh Sơn được rồi đấy. Được rồi đấy. Con chưa trưởng thành và con hơi già một chút các bạn. Thấy thơm không? Nhặt xong cho ăn cháo đấy các chị ơi. Mà anh thấy mùi thơm chưa? Thơm rồi. Được cái đấy. Anh thấy được rồi anh ạ. Cho cháo vào được ấy. Được, cho cháo ở đây đun đi cho nó ngon. Nhìn ngon nhỉ. Một lồi.
ít gạo thì nhiều ong nhỉ. Gạo hết gạo, toàn hết ong. Hơi loãng. Toàn hết ong là ong, thêm bát gạo nữa cơ. Nhưng mà quần cũng đúng bằng này gạo. Đầu trâu phải không? Anh Dương làm hai bốc to cái đấy. Quả đầu dài. Quả đầu dài, quả đầu trâu. Đúng rồi ấy. Em gọi là quả công gà. Em gọi quả thùng trâu. Ủa, quả đấy béo nhỉ. Giống cái công, công ếch nhỉ chứ nhỉ. Ăn cháo. Ăn cháo ăn cái quả này hợp nhỉ. Bóc cái mô ngoài đi. Nồi này có 40 bộ ai anh. Buồn quá. Rượu đâu lấy ra đi chứ. Còn được ong đâu cái này. Chia đều nhá. Chọn được đâu. Ấy mắc khén hẳn rồi đâu Thiên. Lấy lấy cái lấy cái bát ấy trong giường, đỡ phải đơm. Đúng không? Đúng rồi. Anh Dương ăn nhiều, ăn to này. Cho bát to đấy. Bát to. Cái hồi à chị đáng dùng cho cái con lại. Khó vậy. Lại quậy đi. Hay là chơi kiểu vớt thế. Đúng bà này chơi khôn rồi. Thôi đâu. Người ta phải múc cả chứ. Em mời tất cả các bác dùng bữa cùng anh chị em chúng em. Em mời tất cả các bác dùng bữa cùng mấy chị em chúng em ạ. Mời cả mọi người nhá. Ăn vật tu này. Nấu này mà nó cứng cứng vào nhai nó cũng có hợp đi nhỉ. Em ăn mặn đi. Ăn cảm giác nó béo ngậy đi. Ông anh mình ăn bát to nhất, sướng nhất, hộp miếng to nhất. Vừa mới nói quả này đã viết bao nhiêu tên rồi. Ừ, đừng tham mọc, đừng ăn loại cái bài gần phun, bài bơ. Nó bay đến đâu thì nó có quả đấy. Chưa, ăn cháo ngon. Chưa sơ cái này thì ăn ngon lắm, giờ nó càng già nó. Ý xem nó bay đây này. Nó mà, người ta ăn mèo mày còn bay về đêm thì. Chua chua tát tát nè. Có một ít đồ xong cái này nhả. Cái này chua chua chất chát để ăn với cháo mới là hợp vị. Cái này theo bọc bọc là hợp ngày. Ấy nhỉ. Cái trái nó thấp. Ông xào đấy. Đi lên đồi. Em cho hết 20-30 cân nên em khắc cõng. Gánh thì gánh mỗi vài trái đi nào được nhỉ? Chua chua chất chát ăn. Đây, mục lia lịa đi. Cái quả này trên em gọi là quả còng gà này, còng trâu các bác. Hay còng ếch đều là cái quả mỗi nơi gọi tên khác nhau. Vị của nó chua chua chát chát. Khi ăn cháo ấy, ăn kèm ăn ghém rất là ngon. Dây của nó lại gọi là miếng tham mọc. Thì húp miếng cháo thơm mà lúc mình nhai nó cảm giác nó cứ lổ bồm bộp trong mồm nó cứ nám rồi. Ôi, đến đây nó chỉ xa nó không dốc. Còn thừa bao nhiêu thì em cõng cháo nha các chị cõng đồ rồi. Cõng lên để mình ăn tiếp. Anh cố nhồi xuống bụng thì cõng theo. Đúng là cõng theo hợp lý chứ anh nhờ lên đến đỉnh đồi ấy, nghỉ đấy nhỉ. Cõng vào bụng cho nhốt xuống bụng thì cõng. Cho người như ăn cháo dễ, cháo nóng như thế này dễ nhỉ. Cháo nóng hút quanh. Ây da, nóng thật. Không cần rượu hôm nay cũng suốt. Bát cháo, chín bát cháo mà còn... chín bát đấy. Em mới được làm bát anh chín bát đấy. Hiện tại thì anh chị em chúng em chuẩn bị đồ đạc rồi trở về các bác. Trước khi về thì chúng em sẽ dọn qua cái nơi ở. Ui dồi ôi. Cái này thì của chị chuột không phải là nhẹ. Ở đấy mà cười. Nên nó bây giờ thì anh chị em chúng em bắt đầu di chuyển từ lán ở về nhà các bạn. Quãng đường từ đây về thì cũng tương đối là xa. Thank you.
Đến đây thì cái series đi tìm dược liệu nơi hoang dã của chúng em cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ anh em chúng em trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video tiếp theo.